Thôi xin chào cả nhà. Dạ chào cả nhà nha. Thì hôm nay nước cạn ngon quá, vậy hai tụi mình sẽ đi mò, đi chài. Đi bằng đi chài chấm đó mọi người. Trong cái xẻo này nè. Cái xẻo này bữa hổm là mình đi mò hến á. Giờ nước cạn ngon quá mình đi chài thử hôm nay có cái gì không. Thôi xin mời cả nhà mình theo đó xem nha. Đây, cạn ngon quá. Có mẹ với chị Bảy đang mò xuống dưới bò là mò hến trước rồi mọi người. Một cá chứ, chứ vậy ăn dễ không chưa? Có cá thì co lại chốt, có cá không? Chốt. Từ từ từ. Ai biểu mày lùn quá anh chi? Nó bùng dưới trời. Nè. Cái mày cao như tao đâu có. Lùng quá đi xuống dưới đây lúng luôn. Thử quán trà cái thấy tình hình thế nào. À, cũng có lý đó chứ. Để làm quá chứ. Trời ơi, dân ta dân ơi, dân ấy và dân nước ngọt. Dân nước ngọt là dân nào. Người ta có mọi như mình vậy ta cạo cho nước ngọt, nó cạo cái vô con nữa đổ. Có gì vậy? Đúng không ạ? Dắt. Có cá hả? À? Được cá bông sệ nè. Được cá bông sệ nè. Ủa có tép nè. Ủa có cá nè. Ôi trời, cái xe hơi chút mình ăn. Rồi để đùi á, để đùi vũ chứ giờ chỗ đó rồi. Rồi được có cái này cá bông sệ nè. Chích vô. Cá cát nữa nè. Có ly, có ly. Có tiếp ăn được cá bông cát. Dạ vô coi. Cá cát ngồi ngồi này kho tiêu ngon lắm nè. Ừ. Để mình làm cái đục hết cái cài không có thịnh không. Dạ, nước lớn là nhiều. Hả? Ăn cái gì cái ngoài này chưa ngoài chưa vô luôn mới ghê chứ. Coi mấy con cá con mắt không vậy. Không lẽ vậy sao mẹ nói vậy. Chứ cá ngoài chưa vô nó không phải đường nó chạy vô hết rồi Đây, 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 đây. Xuống đi học cá này chờ đại chứ đâu có thể đâu đúng không. Có hai con em đi sao vậy nó không chịu dậy đi nó nhỏ. Cá cá này nhỏ nhỏ này về mà kho khô bỏ kho tiêu trời ơi. Cái này nhiều hồi có nhiều biết làm gì ngon không ha. Mình bằng sơn chạy khô mình phơi khô quá. Thôi giá được bữa cơm là quý đây. Rồi chạy có bữa cơm là phơi nhiều rồi. Mà đứng như sâu quá dãy gì lên. Đó nó dãy được đó. Cô cao chứ gặp mày cũng dãy mất. Tao chạy hồi tao mất cái bao kìa. Mé trên đó người ta chạy xuống. Hồi nó chạy xuống tôi mò. Bởi trời tôi mò. Mò bị tử mò. Nước đi mò hết đó. Thấy như mẹ chắc ăn rồi, mò cá mò hến không có chạy. Mò con này đâu có chạy. Lý chứ. Không sao đúng không? Ok. Chạy gì có chạy nữa đó. Quăng cái nó phải nó giật lại. Không, cái nước chạy này 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 đứng lại nó lớn đi nè. Được rồi, ta được phút cho ăn ngon đó nha. Mình chạy. Cái này nó chạy để mình kéo được không ta? Kéo mình thấy ngon rác không? Cây không. Chạy mình chạy. Bộ khác. Không. Bên đây. Có cao rồi. Đi. Nó dễ. Thank you.
chung như mấy cái đứt ghe nè mò. Có gì đâu. Hả? Rồi bò kiếm cái chuyện dịch đó chứ gì đâu. Bò cơm quá trời luôn nè. Cái thùng quá họ. Cái thùng mất cái thùng. Cái thùng hồi nó lặt nữa đó. Cái này nó có cái rọ được. Ừ, dễ nha. Mình đi chơi. Có nè, có nữa nè. Có nè. Qua bên đó thì mình qua đó, đầu qua đây mình chạy bên đó. Nhóc luôn á. Con Lý. Giờ đây mình chạy dài ra ngoài được rồi. Tại vì nước này lúc này không xanh. Mình chạy mà. Đi vô hết luôn á. Nè, nhóc. Nó đây nè. Nè, đó. Để tôi. Đây nè, lòng trong nè. Cái này kêu bằng không biết cái gì á. Nè, giống như bóng sậy vậy mà. Không giống như bóng sậy. Bóng sậy. Rồi sậy rồi. Sao vậy? Cái gì vậy? Nè. Đâu? Đây nè. Nó phải thấy những đây con mà đâu rồi. Nè. Đó đó. Đây nè. Cái này không ăn, cái này nhiều. Cái bộ cơm trưa đi thôi. Không biết lỗi không? Nước đầy vậy nè. Cái đầy mà hồi mình kiếm cho nào cạn cạn như ngọn. Cơm cái bánh kèo được cái dịch cái nè. Dịch đó. Lấy à? Không thấy cái cơm đi từng hả? Lấy cá không? Thì khi nước này hổ. Cái gì? Nước này hổ nó té. Nó cái ốc bây giờ lòi nhảy ra. Nó khá gì á. Thì nhố giò mình đạp vô nó lỏ, nó xì nước lên. Nhưng có cái đầu ấy thì làm nha. Im ru rồi. Trúng chân dịch rồi. Có. Vũ ra sạch cái đó. Hấp luôn á, bao cũng còn á. Nó phải tét anh. Cá không à. Ai, đó. Mất rồi. Rồi. Thiệt tình luôn á. Đó. Cái này sao lèo vậy? Con tao làm sảy rồi. Đây là đây con. Đây thép nè. Hả? Trời thân thép. Bự hết thân. Trời ơi, thép nhìn nó thấy thép luôn á. Thép này dạng sống được nè. Đừng con. Thép này giờ không hề là ăn bỏ mẹ ăn sống được nè. Sảy luôn rồi. Chút xíu mà thả chứ bắt nó đâu được gì đâu. Nhầm cái ra nhầm cái không dư lực. Bắt cái heo, cá heo không? Cái gì? Cá bông heo. Cá bông heo nó cắn chứ. Cá heo cắn á mày. Nó cắn dữ lắm. Thôi. Hả? Nè, tôi bắt cho bạn coi nè. Thôi. Vô nó cắn cọc cọc. Đừng bắt nó cắn á. Cá hiền. Nè, nó không, mình bắt vậy nó không, mình đừng bóp nó không có cắn. Con cá nè. Vậy? Càng gì? Càng sao càng có gì đơn vậy? Để quay giờ quay bắt luôn. Bắt cá heo cũng không heo luôn. Có gì được nhiêu rồi vậy? Xô luôn á. Xô không à. Mấy con. Hồi lại cái xô không còn con nào. Làm đi nước mạnh nó sẽ lọc cái xô của con á. Nè cho mấy con tép nè. Con tép rồi hả? Cô vừa đủ ăn. Tập. Sao có tép hay vậy? Rồi. Mà hết bỏ con được bị tép luôn hả? Nè, ít là biến ngộ. Đâu thấy bên kia có mấy dịch đi chà dịch rồi. Chà dạ, dịch với mẹ nó chân lẹ. Ủa, nó mấy con nó mất đi rồi nè. Bị ra hết rồi. Nè mất. Tôi bay rồi, được như chà nãy giờ được nhiêu đâu. Nó có cá ông xệ không? Nhiều không? Chà được mấy con có ông xệ không? Có tép nào không? Không có được chứ. Nó được con một mà nó xí. Bằng tiền gian à. Đâu qua ba rồi, tao bắt được mấy con. Nè, lên cá nè. Đó, cá nó kìa. Qua cái bãi bên đó rồi chị. Qua bãi đây là dễ đứng rồi. Mà sợ bình nhiều nó hình như nước lớn này. Lặn lên bắt luôn đi. Bắt gì? Ừ, gì đi. Không mấy được. Có một lát nữa vô, tụi bây vô trong ngọn nhỏ. Bớt tay
Đặng đủ chứ vô nhà nóng rồi. Hả? Chứ vô nhà đi đổ nhà. Đây nè. Nói gì hả? Lấy thôi tôi con bắt tổng chà ra. Bắt tổng chà ra ngon hơn. Thấy ai hoàng gì giờ nó đông đục nhào rồi. Chắc này mọi người. Dịt dịt. Đó nè. Con nhớ chạy cái đi coi có cá bún chạy. Chứ mà hơn ra đây nước quá đại dịch. Đấy được con liền kìm nè. Liền kìm luôn hả? Phải không? Nhìn chìm ngựa. Mở đây nè. Trời thử ra nghe. Đây, dính sôi. Rồi, các bạn thưởng cho em trong một con mến bắt của mình chạy bé. Mày giờ tôi biết chạy đâu. Có cần tôi lặn xuống không? Hả? Tôi lặn xuống không? Bạn làm gì? Chạy dính bạn hay vậy? Ừ. Ông buông ra mà chạy nằm dưới bùn rồi nè. Cũng được khá khá là chứ. Về đủ kho à. Nè. Khá khá chứ bộ. Mày nói cho mày chạy chỗ nào rồi? Lên trên đó chút xíu. Lên chút xíu không? Thôi được rồi, quăng. Khó khó khăn, khó khăn quá vậy. Mới mà chạy nó kẹo chạy đừng có ở đây cầm vô luôn nha. Dính bãi rồi. Chạy dính bãi rồi. Không, không dính bãi dính được sao hết quẩy. Sao lộng cộng vậy? Nó rối rối như sao á. Tôi đâu có chạy đâu, kêu người tôi chạy. Chạy đại đi. Chứ cứ quăng đại nó ra. Mà nhẹ thôi, càng nhẹ càng tốt. Quăng mạnh nó để giật. Mạnh nó không có ra. Chạy bự mới quăng mạnh. Chạy nên nó giật giật, khó chạy. Không dướng dướng gì ta chạy. Nãy giờ tao làm được. Không, bị dướng gì nè. Tới ị chán gì quá. Đây. Mà bắt đi sai mí. Rồi né ra là tôi chạy xuống đèn đó. Rồi chạy vô trong mé á. Hả? Ở trong trong bãi á mới có cá đồ. Thôi ông nội cầm này đi để tôi làm. Không đi chạy đừng chạy đừng chạy. Bạn chạy kiểu này là nước trưa nay về nhìn tối luôn. Không có con nào ăn luôn á. Chạy cái gì kỳ vậy? Tôi đối với chạy. Thôi thua. Không, cho lại rồi, cái này. Thôi. Thôi, lại cái đây luôn. Cái hồ nước lớn à. Là hồ nước lớn luôn. Ê, con cá nhóc này rồi giật. Mày đừng giỡn tôi nghe. Được 2-3 con cá rồi. Đừng giỡn. Cá này chắc mày bị éo quá. Gì? Có đuôi mắt không? Có đuôi mù mắt. Ờ, con lấy xe mình cũng dính cá. Nhóc mấy cái gì luôn bạn. Đừng giỡn nghe. Ê, mày làm mày chuyện của sao? Con nhóc luôn nè chứ ở đó mấy con cá đuôi mắt đó này. Phải nói đúng con thấy cũng vậy con cá chứ nè. Thôi vậy mình cái nhóc mới ghê chứ con trúng cái ổ đó vậy. Trúng cái ổ hay là dùng nước ta. Tại vì nó chạy mấy 2 ngày rồi, tôi sợ là tao bắt rồi, tao bắt trước mình á. Trời ơi, trời đẹp mà vô cái cây. Chịu nổi không? Không có gì hả? Không có gì luôn. Trời đẹp quá mà. Cây không à? Không có gì hết. Gì đây? Cây không bụp gì, bụp lá. Hai đường con nè. Đường con nè. Hai con cả. Dưới con bự nữa kìa. Dưới con còn nữa. Đi đâu? Thôi kìa. Ở đây nè, có này dưới đây nè. Đây bùng quá mình không thấy. Sao bụng nó bự vậy? Nè, con này nè, đây con nó nè. Dạ. Nghe tay á. Cái mỏ chua ra làm cái đủ lực mà bên hóc nữa kìa. Lấy mớ rác đây. Trời ơi, giờ tôi nút lỗ quá trời luôn. Thì tôi không có cái hộ, không có hết. Giờ tôi nút bờ quá trời luôn.
có hơi mạnh rồi đó. Hơi mạnh. Cái gì vậy con, cá bún xơ bún thị vậy là mình bữa ăn đó thôi. Dữ vậy lắm. Bây giờ dài hồi nước lớn rồi con thò lòi ăn cha chứ mà lẹ. Nước lớn. Nước lớn chài có công cắt đó. Cái gác vô hả thì nó ra. Nãy giờ được con cái nước cát rồi. Có cơm càng hay gì nó quậy dữ ta. Cơm càng á. Thiệt, con như đây biết ấy có cát. Dính nó rác thiệt. Cái sao? Cũng thị chứ. Càng càng càng. Hả? Càng càng. Càng càng. Càng. Cứ mũ nè. Rác nè. Đâu rồi, cá rồi. Đâu đó, đây nè. Đây đây đây. Được cái cá bóng xài này là tôi phá cái cá bóng xài luôn. Đừng cần nè. Đó đâu. Còn mình đó lấy mớ rác thiệt. Rớ rác giờ rác dữ. Cỡ luôn kéo đầu ra hết đi. Cái này được nước lớn nè. Nước này ương nè. Nó lớn lâu ha. Qua hả mà nước chặn queo mà trong đêm nay nước còn cá nhiều lắm. Làm giá tàn quầy thấy gớm. Chị quay vô cái sơ cái chùa hết với mẹ tôi nghe. Quay vô tao thành bay không nổi, tao thành không nổi luôn á. Trời sáng giờ chạy không về đâu rồi. Tao đi mua cũng có được vậy nè. Trời ơi, tao như xin. Mới chạy. Quay vô trúc camera. Nghĩ về luôn. Về luôn. Lộng. Lộng quá. Quăng cái lộn ra cái lộn vô luôn hả? Quăng cái lộn ra cái lộn vô luôn hả? Đúng đó khỏe. Đi ăn cái lưới đạp chị không nội? Đâu có. Mới đạp cái bật kia mới buông giọt hà xào. Sao tôi không biết rồi, kéo biết liền. Chờ đứa chờ là ngủ về được tôi lại hổng cho phim cho mọi người coi đó. Cái này lèo dữ ta. Đi về biết làm đủ ăn thôi. Con cá luôn kìa. Nè. Con cá. Vô lỏng tôi ra vô cho tao mời. Cá luôn kìa kìa mà dẫn luôn kìa. Tôi mò hến là tôi không ham tép cá. Đây nè, đây tép rồi. Đậu hứng được có hoài, ăn hoài. Nước này giờ có tép rồi đó. Thấy tép. Cái này nhỏ quá, thả đi ơi. Đi qua, qua ông kia. Đây không? Đấy. Gớm. Ham bắt hến này lâu như lắm. Cầm bung thì ghê thì chứ. Cá hồng kìm gai, chứ phải cá hồng kìm gai. Đi. Hai nhà mình ngày nào mình khỏi lên chạy lên đây mình đi ghé nhà bé Hạnh mình đổ cái hứng. Đổ đem cá nhất mới khoe kìa. Yeah. Mình ghé mình đừng lo lớn mình đi về để mình trộm. Đổ mà ông đi nhẹ 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 cái mình đổ nhiều quá. Ăn trộm hả? Ăn trộm. Trời ơi rác. Già đâu không à. Anh mới cái cá ra hết thì qua tao mất cái á, bắp bụp á. Rộng ghê ha. Sâu lắm bây giờ vô trỏng ngập đầu. Đó, đó có kìa. Đó. Cái gì vậy? Đó. Thấy con gì nhã nhãi vậy? Hai ba con luôn kìa. Mình cái chà luôn. Hai có ra vô đây ấy đi, tắp vô đây. Tắp vô đây gỡ đi. Được, được, được. Hai con luôn hả? Cáo này kéo đi cáo thề bự nè. Ở trong có một con nữa kìa. Cáo thề hồi xưa nè. Ừ, còn con đơn nó có lớn á. Nè, trong đây có nè, nè. Hả? Nè. Hết rồi. Mình đi, mình đi đường nào? Mình đi vô đây hả? Mình đi vô ngõ đó. Đúng phần nữa thì tôi đi trong tôi ngồi nha. Đi không mà vậy á. Hồi nãy có gì? Ôi coi nhấp rồi chị ba. Quá sớm à. Đây khoe ngoài xong được cái gì ngon ha. Nãy giờ là ăn rồi là mình mà ăn. Ủa chú làm gì đâu mà người ăn bụng chứ bụng không ta. Ăn rồi xong chạy mình ngồi thì mình là ok. Nó nằm lần lấy vậy đó. Con bự không à. Hãy
Giờ về tụi mình sẽ xin bảy đổ một cái đú. Xin đổ đi. Bảy hứa bảy cho rồi nha. Nhìn lên. Lên chứ mẹ đi về mọi người ơi. Đi về. Ít thì không chịu. Cái nước không vậy? Ra bể nó mới không nổi mà còn nghe nước ở đâu đổ cổ mà. Đổ nước ra. Đi à. Được có nhiêu hết này, nay bị lèo hết rồi. Lèo cá luôn á. Đổ nước ra. Nó lấy ra bưng cho nó nhẹ. Rồi bây giờ đi về. Rồi giờ về mọi người đừng như cá này nè. Mấy cá về ghé bãi, bãi nói bãi còn miền hứng chưa đổ nè. Giờ ghé bãi đổ xin xin luôn. Mày biết đổ mày đổ đi. Cái miền hứng bãi này không dắt ranh nên nó cá nó chạy. Có gì không bãi? Có còn gì đâu. Ở có rệm kìa. Rệm bò bò. Mày thấy căng lại. Mày dán quá không đủ lưới. Không có dám làm. Làm cái chân vô. Còn cái sao nữa nè. Còn cái nữa vậy? Rồi đem xô đây chứ. Đem vô lỗ bờ bắt đây, bắt tụi con đi. Mày mới đổ chịu qua chứ gặp không mới đổ hôm qua tham lắm. Đó đó đó, mới lẹ lẹ đi, cái nhảy ra không chưa? Lẹ lẹ đi nhảy hết. Trời đất ơi. Có thằng trai mấy trai với bộ à. Mẹ 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 cắn mẹ 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 không cắn mẹ nữa. Mẹ 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 mẹ. Rồi, đi xuống đây sao nữa hả bà? Cái này thì cái hứng này có là gì này? Hôm qua đổ cái này nè. Ừ, cái này nó hôm qua bãi bãi đó rồi hả? Ừ, hôm qua đổ rồi chứ. Ủa đâu mất tiêu vậy? Nó chạy xuống rồi gì vậy? Hôm qua đổ rồi chứ gặp hôm qua không đổ. Đó, còn tép coi đây. Trời ơi, bà ông ghê kìa. Tép nhấp nha. Thôi, thôi cứ bay chài nãy trời đó. Mấy con bà. Ừ, đó sạch quá, đưa cái xô cho đổ luôn. Dài ba bữa mới đổ một bữa. Chắc đốt cái nước mà ra chắc đốt. Mày bỏ ở vậy cũng nhiều khắc khỉnh đây nè mày. Về kho đốt một bữa. Dư xếp ăn dư xếp bữa luôn. Về lột mấy con tép nấu canh. Ừ. Nó còn tép ở dưới nè bà. Nè. Ở dưới chỗ này nè. Nè. Đó, ở dưới đó, ở dưới bụng á. Tép bự không thấy. Nè, khá ghê chứ mày. Rồi hết rồi. Ăn đủ xếp bữa rồi. Về, về kho. Sáu rồi, sáng đổ rồi chứ gặp. Kho dừa nữa không? Cái đó có. Thôi. Thôi. Kho dừa rồi. Hồi mấy tép. Ăn bắp chuối không lấy cái tỉa chọt. Về thôi á, thôi mẹ. Thôi. Thôi về 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 thôi. Tép cái con nấu canh bí. Hả? Để đâu ngoài ăn bữa nên cá. Ăn cá bị trẻ. Buồn tép bị đất bị trẻ luôn nè. Ờ nó bắt con cá heo luôn. Ủa nãy chưa thả luôn á. Giờ bây giờ cá bóng này thì đi kho tiêu còn tép bay nấu canh bí ăn là hấp dẫn. Rồi, ngon lành. Rồi tôi học cái bắp chuối về tôi xào ăn. À giờ má công kêu quá đi về đây đói bụng quá à về nấu cơm đi ơi. Đây con ốc này. Được mấy được như đây nè mọi người. Có thì cái này là phần nhiều ở đây do của cái miền hứng của bảy á. Mấy con tép à, còn cái mấy con món xịn này của mình không nè. Mấy con ốc bỏ đi đâu có ốc đâu. Giờ mình lựa mấy con tép này mình nấu canh đi. Ờ giờ cá mình kho. Mình chuẩn bị lựa mấy con tép này ra mọi người. Mình đi nấu nấu canh bí ha. Còn cá không vừa với mấy con cá nhỏ mình đi mình kho. Mày có mấy tên mặt đất kho quẹt, kho tiêu. Ơi, nó chạy. Chạy gì đâu. Bắt mày kho luôn. Ôi, lựa tép hả? Lựa tép bỏ ra đi. Tôi bỏ con cá vô đây nè. Ăn cá này nãy ơi.
Rồi bây giờ chuẩn bị ướp cá ha. Để làm cho nó bén bén nha. Cơm ra kìa. Hỗ trợ cho nồi cơm ăn với cưa đi. Chút màu trước ha. Nồi tép đi thôi canh này. Thì mình đâm tép đây luôn đi. Đâu là nước màu đâu. Đây, nước màu dừa. Nước màu dừa nó phải để vô. Mặn cá kỹ dữ ha. Xịt bóng luôn ha. Ừ. Có nhiều cá mặn tiếng rưỡi mà. Lấy này nữa hả? Để đến hồi cho nó ra gạch. Đây ơi. Mình dít, nãy dít, dít gạch ra thôi luôn, mình lấy cái muôn. Bỏ tiêu nữa hả mẹ? Tiêu, bỏ tiêu vô nó mới ngon. Tiêu lại nhiều vô ăn cho cay không ta? Dạ, con chịu cay. Con chịu cay. Cay nó mới ngon. Cay nó thơm. Để miếng bột ngọt vô. Tí đường. Đó quá này mình đi lại bị thất thất thu. Này mỗi ngày đường hết đường. Đau bụng rồi. Để miếng nước mắm. Có mặn cay á. Ăn cho té lửa luôn. Tí dầu ăn. Rồi giờ để tí xíu cho nó thấm con cá cái bắt lên kho. Thấm nữa nó mới chắc con cá hả mẹ? Ừ, thấm cho nó dẻ con cá lại này mình bị cá bóng không à. Cho nó dẻ lên chút. Hơi bị ít nước không ta? Rồi cho thêm miếng nước ha. Bỏ hành vô luôn. Đã chưa? Làm như cái sẹo này không có cá sao? Tại ừ. Không có. Dạ, có dịch. Dịch quần quá. Bên nào mình đi sẹo khác đi. Ừ. Giờ bí nó chín này nè. Để xếp vô. Bí mà nấu canh tép rồi đúng hợp, là hợp mà khu vị luôn á. Ngon chưa? Thơm phức rồi. Nồi canh sắp chín nè, ăn cơm được rồi Kha ơi. Đói bụng quá, giờ 12 giờ rưỡi rồi chưa có cơm ăn. Cơm cơm thôi cả nhà ơi. Cơm đi, đói bụng quá chừng rồi. Tiêu rồi cá cũng kho tiêu ngon ghê ha. Ăn hổi được mùi thơm quá. Thơm quá. Rồi mời cái nhà mình giờ chuẩn bị dùng cơm nha. Dạ, rồi cưa cái mộ luôn rồi. Này bắt không có nữa chị. Đi xin đi. Thử miếng mí này coi. Mí này ngon lắm á. Cá tôi phải cái này. Dẻo ngon quá. Phải cá này khoa. Cá bóng kho tiêu là khó kiếm chứ bộ. Miếng ngon lắm. Cái miếng này ăn đã luôn mày. Rồi mời cả nhà mình ăn cái bữa cơm đậm đà chút xíu nha. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm. Đây là bắt cá không được nhiều. Nhiều không được à, ăn một bữa. Rồi phải miếng của hành kìa. Ta ăn con cá bóng à, bóng này ngon. Cho canh vô. Canh ngon quá. Ngon. Mà canh này ăn ngon thiệt. Cá này có bóng sậy á, mới ngon. Ngon ha. Ngon. Tại mình đói á. Đây ăn thử, anh ăn thử miếng bí này, trời nó ngon, nó dẻo thiệt là ngon luôn á ca. Dẻo ngọt ngon hết trời. Cứ bỏ cái muôn rệm vô nữa, cho nó vàng vàng nước. Ăn vậy ở thành phố kiếm không có luôn chứ phải chơi đâu nha. Không cá cạn nước cạn không? Không cạn lắm.
Thái kho tiêu rồi phải ở thành làm. Còn mấy con hến thì mình cho. Cho hả? Cho bãi luôn. Đổi cá. Bữa nay cố tình coi cho thiệt cay mới ăn không được. Nó không cay không? Đó không cay. Tiêu và tôm ha. Nãy định mầm mới bỏ vô chứ. Nó tân nhất rồi đó ta. Không à, bà mới bỏ vô nó ăn được nó khóc à. Chơi như bữa ốc uống ốc vậy hả? Ừ. Đúng rồi. Không, bữa ốc ngon chứ. Nhưng mà cay thôi chứ nó ngon á. Nó bụng là ngon. Bây giờ ra cái đồng hồ mấy giờ rồi? 12:30. 12:30 giờ. Ăn cái dưới diện gì cũng ngon á. Sáng đi. Chưa ăn cơm chưa? Chưa ăn gì chưa? Cá nằm ngon mình phô 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 vậy là ăn thầy. Ra biết ăn con cá lợi gì không? Như mình con cá bóng dừa, người ta kêu con cá bóng đen. Nhiều tên gọi khác nhau. Đều dùng. Ngon biết ngon quá. Mình biết ăn như cá phục tiêu vậy nè. Hết chê luôn. Cá nhỏ vậy nè mình kho tiêu ăn nó mới ngon chứ còn cá bự đâu. Cá này nè, loại này nè, là ngon. Xấu tệ á. Hai đứa mày mà cũng kỹ với em. Có mấy con cá mừng cho tiếng một hồi. Rồi ngon quá mà no ăn không hết. Cá biết mình chán luôn mà. Hết luôn rồi nè. Rồi thôi mình cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Thì nay làm đũa cơm cũng nay hai anh em đi chà chấm nhưng mà bị không có nước hơi bị đầy với lại làm như cà hổng rài người ta bắt trước hết rồi. Rồi tụi mình cũng tạm dừng clip tại đây. Nè, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo của các miền Tây nha. Ráng ăn cho hết cái tô này đi. Hết nổi rồi. Để tao sụ tao bao cho. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.